Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi là rất là vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và lời đầu tiên tôi xin phép tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao, có hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và điều trị các chấn thương bệnh lý cho tất cả các vận động viên đội tuyển quốc gia cũng như là U23 Việt Nam. Và hôm nay tôi đến với quý vị và các bạn nói về tập phục hồi khớp gối sau phẫu thuật dây chằng chéo trước như thế nào. Và bắt đầu tuần đầu tiên, ngày đầu tiên sau mổ, điều đầu tiên là tư thế nằm. Đối với tư thế nằm thì chúng ta có hai tư thế nằm chính, đó là tư thế nằm ngửa và gác chân lên cao. Đây là một cái hình minh họa thôi. Thì đây, một cái minh họa như thế này là cũng tương đối rồi. Mục đích gác chân lên cao để làm gì? Thì khi mà chúng ta sau mổ khớp gối thì tất cả, gần như là toàn bộ cả cái vùng cẳng chân này cũng như khớp gối có thể là phù nề. Khi chúng ta gác chân lên cao này để hạn chế tối đa cái phù nề cho khớp gối cũng như là toàn bộ cẳng chân. Và đây các bạn có thể là thấy rằng là chúng tôi cũng đã băng, đa phần nhiều khi các bạn chỉ để ý đến cái vấn đề là băng của cái đầu gối thôi. Nhưng đối với sau khi phẫu thuật thì nó sẽ phù nề trước từ dưới này lên trên. Cuốn băng từ ngọn chi cuốn lên quá đầu gối 15 cm. Đó, đối với cuốn và các bạn nẹp thì nẹp dài như này. Ngày đầu tiên thì với tư thế ngủ là tư thế nằm ngửa và gác chân lên cao. Và tốt nhất là gác chân lên cao, cái tầm cái vị trí nào bị tổn thương thì gác cao quá vùng tim của mình 10 cm thì nó sẽ là tốt nhất. Và tư thế nằm thứ hai là tư thế nằm nghiêng. Rồi, đây là tư thế nằm nghiêng. Thì cái này thì mình gác chân lên như thế này. Đó, nằm nghiêng, chân đau ở dưới, chân đau ở dưới và chân lành ở phía trên. Thế tại sao chúng ta cần phải gác cái chân lành lên như thế này? Nếu như mà chúng ta mà để cái chân lành này xuống dưới đấy, thì gần như là cái chậu hông này cũng như cột sống của chúng ta sẽ bị lệch, nó rất là dễ bị đau. Cho nên là chúng ta cần phải gác cái chân lên để cho nó hoàn toàn mình được thả lỏng. Đây, ví dụ đây là cái chân đau là phía dưới này, thì đảm bảo hoàn toàn là cái chân sau khi phẫu thuật là được bảo vệ bởi chính cái nẹp này và cả cái mặt bàn, mặt giường của mình nữa. Đó là tư thế nằm. Đối với ngày đầu tiên thì chúng ta gần như là chúng ta chỉ hoàn toàn là tập cho cái tất cả các ngón chân và cái cổ bàn chân này mà thôi. Hoàn toàn khớp gối không hoạt động bất kỳ một chút nào cả. Bởi vì tại sao? Có thể có những cái trường hợp mà có cần cái ống dẫn lưu dịch ra ở đây. Thì dẫn lưu dịch ở đây thì chúng ta không hoạt động được khớp gối để giữ nguyên cho nó thôi. Và chúng ta hoàn toàn ngày đầu tiên chúng ta hoàn toàn 100% chỉ tập cái ngón chân và cổ bàn chân. Rồi em gấp hết cỡ ngón chân lại, đấy, duỗi hết cỡ ra, rồi giữ 5 giây, co hết cỡ lại 5 giây, đó, duỗi hết cỡ ra, cứ giữ 5 giây, rồi gấp chặt cái ngón chân vào. Rồi và ngày đầu tiên thì hoàn toàn các bạn chỉ tập gấp duỗi cổ chân và ngón chân này mà thôi. Đến ngày thứ hai sau phẫu thuật thì chúng ta có thêm một bài tập là tập nhóm cơ tứ đầu đùi, vì sau khi phẫu thuật thì chúng ta cũng sẽ teo rất là nhiều và bây giờ chúng ta phải tập nhiều hơn nữa để cho nó phòng chống nó bị teo thêm cũng như là cho nó vận động cho một số cái khớp xương bánh chè này nữa. Thì bây giờ là gồng cơ tứ đầu đùi để đấy, đúng rồi, rất là tốt. Gồng trứng giữ 5 giây, thả nhẹ nhàng. Rồi giữ 5 giây, lại co lại. Giữ 5 giây, thả nhẹ nhàng. Giữ 5 giây, thả nhẹ nhàng. Rồi, như vậy các bạn làm liên tục như thế trong vòng 10 lần. Và một ngày các bạn cố gắng làm từ khoảng độ từ 3 cho đến 7 lần. Tùy những cái mà cơ địa của mình mà cảm thấy nó không đau, nó tập không đau thì các bạn có thể là tập được nhiều hơn. Tùy cái mức độ, đấy, tập nhiều hơn. Đó, đến cái ngày thứ 2 thì ngoài cái vấn đề khi các bạn vẫn ngày thứ hai thì bạn vẫn tiếp tục tập cái cổ chân và tập thêm bài tập cơ tứ đầu đùi. Vâng, đến ngày thứ ba thì chúng ta có thêm một bài tập nữa. Ngoài tất cả những cái bài tập mà ngày thứ nhất và ngày thứ hai chúng ta đã tập, chúng ta tập thêm được một bài tập nữa, là tức là chúng ta có thể là gấp gối được thêm 5 độ nữa với sự trợ giúp của đôi tay của mình. Em nắm tay.
Cái động tác này thì chúng ta ngồi ở trên ở giường với cái tư thế mà nó được thoải mái nhất, dùng hai tay đặt lấy xuống dưới cái queo và nhấc nhẹ nhàng. Mình hơi chủ động nhấc cái gấp cái gối lại. Đó, gấp gối lại, nhưng ở đây là có sợ trụ rút bằng tay. Rồi các bạn có thể làm từ 5 cho đến 10 lần cho mỗi lần. Đó, thì một ngày các bạn tập có thể là cũng từ 3 cho đến 5 lần như vậy. Cái mục đích này thì khi tập các thứ thì để tránh tình trạng mà nó cứng khớp gối, cũng như là trong những cái dịch ở trong khớp gối nó được hấp thụ dần và nó sẽ tiêu đi, nó chống sưng. Rồi, ok. Đó, các bạn cứ làm như vậy. Ngoài ra thì các bạn khi đối với những cái bài tập này thì các bạn có thể lắc nhẹ nhàng cái vùng chân, khi là luôn luôn là để chân để thẳng. Đó, lắc nhẹ nhàng cái này. Đó, lắc nhẹ nhàng cho toàn bộ chân nó được di chuyển. Đó, di chuyển như thế này thì nó sẽ ít nhất là khi các bạn vừa nẹp vừa rồi mà các đại đề không, nó rất là mỏi, rất là khó chịu và nó ứ trệ tuần hoàn, cho nên các bạn cũng vận động lên toàn độ cả cái chân của mình. Đó, rồi. Và bắt đầu là đến cái ngày thứ trong vòng một cái tuần đầu thì cái tiêu chí của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta là gấp tập được cái cổ chân này, tập được cơ tứ đầu đùi, rồi là gấp được đến 30 độ. Thì bây giờ những bài tập tiếp theo thì chúng ta tập cho cái nhóm cơ chân nhõng, gần hamstring, đùi sau, bằng cách ngồi sát mép giường, cài cái gót chân của mình vào cái mép giường, sau đó rồi là co cái chân lên tương đương với khoảng độ 5 độ. Thì cái này vì cái mép giường nó đã giữ cái gót chân được lại rồi, và chúng ta cũng đã tập cho cái nhóm gân cơ đùi sau rồi, tập 5 lần một lần. Đấy, đấy, tập 5 lần, giữ 5 giây. Rồi, thả ra từ từ. Đó, khi chúng ta, đây là tập cái nhóm gân cơ chân ngỗng này, nhóm gân cơ đùi sau này, cho gân cơ nó khỏe khi mà chúng ta đã được lấy gân ở vùng đó để thay cho cái dây chằng của mình. Thì đây là những cái động tác là rất là tuyệt vời để mà tập cho cái gân cơ nó được liền, được tốt hơn. Vì tất cả những cái nhóm gân cơ dây chằng mà nó liền được thì là nhờ theo hướng vận động. Các bạn phải vận động thì mới biết được rằng là gân cơ nó mới biết được mà nó liền được, liền đến đâu cho nó tốt nhất, đẹp nhất và nó khỏe nhất cho các bạn. Đối với tuần 1 này thì khi chúng ta di chuyển bằng đôi nạng thì hoàn toàn là không chịu bất kỳ một cái lực nào vào cái chân mới phẫu thuật. Vâng, thưa quý vị các bạn, nếu mà quý vị và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì các bạn có thể like và chia sẻ và subscribe, theo dõi kênh của chúng tôi để các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ những một cái video nào mà chúng tôi mới ra cả. Và quý vị các bạn thấy hữu ích thì các bạn có thể là chia sẻ, cũng như là cần những cái gì để chăm sóc về cái sức khỏe cho mình, các bạn cứ thể comment ở bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn một cách sớm nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất. Vâng, và khi các bạn mà đã chia sẻ cho mọi người mà ai cần thì họ sẽ rất là cảm ơn quý vị và các bạn đó. Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt video vừa qua. Vâng, chúc mừng bạn đã xem hết video của chúng tôi. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Bye bye.